Hello mọi người, chuẩn bị chiếc em trend Fussy Puhom, hàng của Italia. Cái mã trên thân chai là 1216DL. Có mã, bữa này có mã QR luôn này. Ok, vừa khui một anh ra. Ở giữa có cái logo Fussy này. Ồ, chơi kiểu chai mới rồi. Tròn xung quanh, logo để ở giữa, đẹp ghê. Nào, xem cái mã 1216 đây là chai to đẹp, nhưng mà chai này sẽ chiết ra chai 15ml, chiết cũng đơn giản lắm. Cầm cái này, các bạn cứ cầm lên chai, cái nắp các bạn bật này này dễ lắm, cũng khó. Đây là cái vòi chiết. À, nắp của đó. Rồi, cứ vậy cho cái này vào trong này. Rồi, cứ nhấn liên tục, liên tục, liên tục. Ok thôi.